thì xếp lại khi mà loa của mình bị lạc tần số nha. Dạ, anh các anh chị mình xài loa nhiều thì mình lâu lâu mình cũng sẽ bị cái cách nó bị lạc tần số giữa cái loa và cái micro. Mình mở lên á, mình chỉ nghe nhạc và nghe tiếng nói của hàng xóm hoặc là của ai đó nó vọng lại trong loa mình, thì khi đó là cái loa mình rất là bị lạc tần số. Tại vì trên thị trường giờ xài rất là nhiều loa nên nó xài rất là nhiều tần số, cho nên là không có tránh khỏi được cái chuyện là loa bị lạc tần số, hoặc là mình lỡ bấm vô nó xét này nè thì nó cũng sẽ lạc tần số nha. Cho nên là em sẽ chia sẻ đến mọi người cái cách mình xếp lại tần số cho micro với loa nha. Trước tiên mình muốn xếp tần số thì mình sẽ bỏ pin vô mic nha, tắt mic và tắt loa luôn. Xong đó thì mình đồng thời mình sẽ nhấn cái nút xét ở đây, cái mic này và cái nút nguồn của mic nè. Mình nhấn một lần nha, mình nhấn hai ngón tay mình nhấn một lần để cho nó mấy giây á, thì khi đó nó sẽ hiện lên cái màn hình ở mic nè, nó hiện lên cái cột sóng hoặc là một cái đường ngang tùy vào cái mic của mình. Đó, khi mà nó hiện lên như vậy thì anh chị ghé sát vô cái màn hình của loa mình, loa lên và ghé sát cái màn hình này cỡ khoảng 15-20 giây. Thì khi đó mình ghé sát xong mình để cho nó tự kết nối với nhau, xong mình đưa ra mình thử alo cho cái mic xem có cái giọng mình chưa. Nếu có rồi là mình đã làm được rồi, và nếu mà nó chưa có cái giọng của mình thì anh chị nhớ làm lại thêm một lần hai lần nữa. Tại vì lúc mà mình làm á, tay mình có thể là nhấn nó không có đều một lần á, nên là anh chị cứ thử làm nha. Em thấy loa đa số là đều bị lạc tần số. Đó là em đã chia sẻ tới anh chị cái cách xếp lại tần số của loa nha.